Ambassador of Japan in Vietnam. Xin được kính mời lên sân khấu ông Osamu Ikezue, Tổng Giám đốc Uniqlo Việt Nam. Đây là tiền rất là may mắn. Cảm ơn đội trống đã biểu diễn rất là hùng hồn trong buổi tối ngày hôm nay. Tôi sẽ phải nhắc nhở một tí là bạn nào biên tập cái phần trống ở trong sân khấu là phải lưu ý. ハッピーなんですけど、僕はもうこれ嫌いなんです。ハッピーって言うんですね、日本語で。僕は大体洋服屋なんで、こういうの着るの嫌いなんですけど、まあ着てしましょう。で、皆さんね、短い方がいいんで、もうこれぐらいにして、ぜひ楽しんでください。よろしくお願いします。 Đó là một cái áo truyền thống của Nhật, bởi vì tôi làm về cái thời trang Âu phục, cho nên tôi không thích mặc cái áo này. Nhưng mà chỉ riêng trong buổi tối hôm nay thì tôi muốn chúng ta sẽ cùng nhau vui thông qua cái nghi thức này dưới cái tấm áo choàng mà tôi đang mặc trên người. Xin chào các quý vị. Yanai社長がね、会長が非常にラッキーだと言われましたけど、私はですね、今ね、我々ここに住んでいる 日本人、ベトナム人はですね、この時代のベトナムに住んでること、非常に幸運だと思います。それはね、なぜかと申し上げますと、今、このベトナムにはですね、発展のエネルギーが満ち満ちてます。本当に元気になります。 Hiện nay Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lịch sử để phát triển bứt phá và tràn đầy năng lượng tăng trưởng. Và thêm vào đó thì tôi rất là vui mừng là Việt Nam đội tuyển bóng đá Việt Nam rất là mạnh mẽ hiện nay. Lại年のですね東京オリンピックにはね必ずベトナムのサッカーチームには東京に来てもらいたい。
tôi tin chắc rằng đội tuyển Việt Nam bóng đá Việt Nam sẽ tham dự Olympic Paralympic năm 2020 tại Tokyo. で今日ですね、オープニングセレモニーをね、迎えることができて本当にですね、これも非常にラッキーだと思ってます。Hôm nay tôi rất là vui mừng để tổ chức được cái lễ khai trương Uniqlo ngày hôm nay. ベトナムのですね、要人の方々が日本に来られた時、必ずですね、銀座のユニクロに買い物に行かれます。Tôi xin chia sẻ mọi người là nếu khi nào mà VIP của Việt Nam sang Nhật Bản thì luôn luôn ghé thăm cửa hàng Uniqlo tại Ginza.本当にですね、ユニクロの製品がベトナム人の方にですね、愛されている。これはもう間違いないと思います。Cái đó là minh chứng sản phẩm Uniqlo được nhiều quý vị Việt Nam yêu mến. ぜひ柳井社長にはね、ここだけじゃなくてですよ、ぜひ。ベトナムの中に何点も何点もですね開いていただくことをお願いしたいと思います。Thời đại thì tôi nhờ ông Yanai là sẽ mở cửa hàng Uniqlo khắp Việt Nam hơn nữa. それから池添さん頑張ってください。第一号店ですからね。Tôi cũng học ông Ikezoe và đây là hãng đầu tiên của Việt Nam cho nên là tôi rất là ủng hộ ông Ikezoe.これぐらいに私はしますが、最後にですね、ぜひですね、このベトナムの第1号店がですよ、本当に皆さんに愛されること、それからユニクロがますますですね、日本でも世界でも大きくなられること、それから日本とベトナムのですね、関係がますます緊密になることを記念しまして私の挨拶をさせていただきます。ただに tôi xin chúc cái cửa hàng Uniqlo đầu tiên tại Việt Nam sẽ nhiều người Việt Nam yêu thích và chúc cho sự phát triển hơn nữa của Uniqlo trong Việt Nam cũng như thế giới cũng như là chúc quan hệ Nhật Bản Việt Nam ngày càng được tăng trưởng và どうもありがとうございました。新田さんにかも Thank you Mr. Kuyo Ojiya. Xin chân vâng gửi lời chào đến Ngài Chủ tịch và toàn thể quý vị đại biểu từ Uniqlo cùng với lại tất cả quý vị quan khách đang có mặt tại đây vào buổi tối ngày hôm nay, lời chào trân trọng và thân thương nhất ạ. Giờ này thì phải chào hai chị cô xuất sắc của đại diện của các bạn cô bạn và bản thân Vân là một người tín ngưỡng cái tín đồ tối giản, bởi vì thế thì cứ mỗi lần mà đi công tác nước ngoài thì Vân luôn luôn tìm đến những cái cửa hàng Uniqlo để tìm cho mình một vài mẫu quần áo cho chính bản thân.私はシンプリシティの大きな信者の一人です。海外に行くたびに必ずユニクロの店を訪れてですね、自分に合う服を選んできました。Và vì thế khi mà nghe được Uniqlo mở cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam và trên hết là mời Vân cùng với lại những đại diện khác cùng tham gia vào cái chiến dịch nâng chủng mỗi ngày Elevate Everyday.Đó là một cái triết lý mà Vân cực kỳ tâm đắc. そのため、この度、このようにお招きいただきまして、他の方々とこの場にいてですね、ユニクロの美学であるエレベート、エブリデイを表明することができることには大変光栄に思います。Bởi vì bản thân Vân là một người đạo diễn và một người sản xuất thì Vân luôn thử thách chính bản thân mình, luôn luôn bước tới và luôn luôn thay đổi để không có bị dậm chân tại chỗ. 私は、俳優の一人、で、同時に、映画の監督も務めておりますので、毎日、変えていくこと、古くならないことは、私も最も大切な務めです。Bởi vì thế cho nên cái sự kết hợp này Vân cảm thấy rất là tuyệt vời. Vân なのでこの融合が私にとっては大変素晴らしいです。Vân xin chúc những gì may mắn nhất cho buổi khai trương vào ngày mai và mong chờ nhiều cửa hàng hơn nữa trên toàn đất nước Việt Nam để cho người tiêu dùng Việt Nam có thể có được những cái bộ phục trang, có bộ quần áo để họ có thể nâng chủng mỗi ngày một cách đẹp hơn.そしたら明日9時半からオープニングセレモニーが盛大に成功になりますようにお祈りいたしますし、今後ますますベトナム全土にたくさんの店舗を増やしていただきますように、ベトナム人がたくさん良い服、そして各個人が毎日エレベートエブリデイっていうのが実現できるように願っております。
và cuối cùng xin được đại diện với lại người tiêu dùng Việt Nam chào mừng Uniqlo đến Việt Nam. Xin cảm ơn. Uniqlo Việt Nam へようこそ. Nhật Bản và Uniqlo thực hiện như thế này tại khai trương của tất cả các cửa hàng đầu tiên tại một đất nước mới. Và có vẻ như tất cả các mọi chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. So I will count 3, 2, 1. Yeah. And how about tất cả chúng ta hãy cùng hô 3, 2, 1 được không ạ? Let's count 3, 2, 1 together with me. Yeah, for the official sake barrel ceremony. Now, 3, 2, 1. Vâng, và chúng ta đang cùng chúc. Và sau đây sẽ là nghi thức nâng ly chúc mừng. Các bạn, quý vị, các cô ý đã có ly sake trên tay chưa ạ? Và tôi xin mời đại diện từ Uniqlo Việt Nam, ông Yasuda Sam và chị Trương Thị Hồng Nhung sẽ cùng có nghi thức nâng ly chúc mừng ạ. Tham gia vào nghi thức vô cùng đặc biệt này. Chị Vân ơi, rượu ngon không chị? Rồi, 2, 3. Cái này rất là dễ thương. Cái này rất là dễ thương. Yeah. Là cái riêng cho thị trường Việt Nam đó. Dạ. Nào xin đại xe. Rồi chọn nón lá rất là hợp cho mùa Giáng sinh này. Dạ. Yeah. Mua cho bò thì nó rất là dễ thương. Anh thích màu gì vậy anh Keo? Keo thích màu đen. Màu đen hả? Đen chanh. Keo thích những cái màu nó mạnh mẽ mà nó mang tính chất năng động một tí. Dạ. Dạ, em cảm ơn anh.